Xin chào cả nhà, chào quý ông bà cô dì chú bác và các bạn đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung mới nhất về sư thầy Thích Minh Tuệ. Cụ thể, sư thầy Thích Minh Tuệ nói gì về văn bản của Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo? Con không phải là tu sĩ Phật giáo, không tu tập và cũng không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa nào, cơ sở tự viện nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thầy Thích Minh Tuệ nói như vậy đó. Vào ngày 17 tháng 5 thì trong lúc dừng chân để nghỉ ngơi tại một bãi đất trống thuộc thị xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, sư Thích Minh Tuệ tên thật là Lê Anh Tú, 43 tuổi, trả lời mọi người trước Hội đồng trị sự Phật giáo Việt Nam khẳng định ông không phải là tu sĩ Phật giáo và không liên quan đến văn bản trên đâu. Trong lúc nói chuyện, ông Tú cũng đã gửi lời khuyên tới tất cả mọi người hãy sống đức độ và đừng gây nghiệp ác nữa. Ông Tú cũng cho biết ông chưa từng nhận mình là tu sĩ, không có tu tập và cũng không thuộc bất cứ ngôi chùa nào, cơ sở tự viện nào của Phật giáo Việt Nam và bản thân cũng cảm thấy chưa xứng đáng làm tu sĩ bởi đạo đức của mình chưa đạt đến cảnh giới đó đâu. Những ngày qua, trên các trang mạng xã hội xuất hiện nhiều clip hình ảnh về ông Tú đi bộ qua nhiều tỉnh thành. Giữa lúc gặp ông Tú dừng chân nghỉ ngơi có hàng trăm người quay quanh ông nghe trò chuyện, trong lúc đó có một số người đàn ông mặc trang phục giống người tu hành. Đặc biệt trong lúc nói chuyện, ông Tú luôn xưng con với tất cả mọi người. Ông Tú cho biết ông quê ở xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Nam. Năm 1994, gia đình ông chuyển vào xã La Tô, huyện La Grai, tỉnh Gia Lai để sinh sống. Trước đây, ông từng có một thời gian gắn tu tập tại một ngôi chùa pháp danh Thích Minh Tuệ đã được tập tại ngôi chùa này. Cũng theo ông Tú, bắt đầu đi bộ tới nhiều tỉnh thành từ năm 2017 rồi. Đến nay, ông đã đặt chân đến gần như khắp mọi miền đất nước. Trên bước đường tu hành của ông, những năm qua ông chỉ nghe lời giảng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tập tung tu hạnh đậu đà. Tu hạnh này có 13 pháp khổ hạnh. Người tu hạnh đầu đà chấp nhận những khó khăn trong các vấn đề ăn mặc và chỗ ở, như là phải mặc áo vá, khất thực, ăn một ngày một bữa, không nhận tiền cúng dường, khước từ mọi tiện nghi. Cũng vì lý do đó nên ông Tú chỉ muốn đi bộ trọn đời mà không có mục đích nhằm tuyên trải điều gì tới mọi người trong Phật Pháp đã có dạy ra. Còn luôn ước nguyện cho mọi người khi nào cũng được hạnh phúc, sống vui vẻ với gia đình. Cũng theo ông Tú, vì quyết tâm theo khổ hạnh đầu đà nên quá trình đi bộ ông Tú luôn tự nhặt các tấm vải vứt ở ven đường hoặc ở trong thùng rác rồi may lại làm quần áo mà mặc. Qua các con sông, con suối, ông lại dừng chân tắm rửa. Buổi tối ông thường nghỉ ngơi lang thang ở trên các con đường hoặc ở nghĩa trang. Đừng ai cho nhiều làm gì, con chỉ nhận đủ một bữa ăn và nước uống là đủ rồi. Đối với con thì tất cả hành trình đi bộ đều không khó khăn, nếu tâm mình an lạc, hạnh phúc và vượt qua những trắc trở thì sẽ cảm thấy không còn bất cứ trở ngại gì ở phía trước nữa. Ông Tú nói như vậy. Trong quá trình ông Tú đi bộ, nhiều người mang áo giống như nhà sư đi theo ông Tú, cho biết họ không phải là đệ tử của mình nhưng nếu ai muốn đi cùng thì cũng không có cản. Cũng có thể là do dân duyên Phật Pháp, họ muốn đi thì xin đi, muốn về thì về, nhưng nhớ phải xin phép gia đình, nếu khi nào cảm thấy không muốn tiếp tục hành trình thì có thể trở về nhà. Đi là để tu tập, để tu hạnh, giữ giới theo lời Phật dạy, chứ đi theo để nhận tiền, để phát tán tờ rơi hay để làm những việc khác thì những người đó tự chịu, chứ con không có liên quan, còn con không liên quan đến tổ chức cá nhân gì cả. Ông Tú nói như vậy đó. Nói về việc những ngày gần đây khi đi bộ qua các tỉnh thành đều được nhiều người dân quay phim chụp hẳn, ông Tú cho hay ông không cấm cản ai nếu họ muốn đi theo. Mọi người đi theo con để tập bộ hành, rèn luyện sức khỏe, bước thẳng hàng, giữ yên lặng tập tự thì tốt. Tuy nhiên đừng chen lấn, đừng quay phim chụp hình cản trở giao thông rồi la ó sùm, rồi sẽ làm gây hại cho bản thân và những người xung quanh. Ông Tú nói như vậy. Và trong hành trình tu hạnh 6 năm qua của ông Tú cho hay không dùng điện thoại liên lạc về với gia đình. Tuy nhiên lúc nào ông cũng nhớ tới công ơn sinh thành, dưỡng dục của bố mẹ và luôn cầu nguyện cho người thân của mình được may mắn và bình an. Khi được hỏi sắp tới trên bước đường bộ hành có ở lại quê hương Kỳ Anh hay không thì ông Tú nói cái đó còn tùy thuộc vào cái duyên Phật Pháp. Có duyên thì ở lại, không có duyên thì cũng phải đi tiếp mà thôi.